Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM cho biết, mới đây đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trong khi diễn ra dịch COVID-19. 27 đối tượng sẽ bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích tụ điểm cờ bạc quy mô nằm phía sau căn nhà số 177/35 đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Vào thời điểm đó, công an khống chế 42 đối tượng, thu giữ hơn 140 triệu đồng và 50 bộ bài tây. Qua điều tra xác định, tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng Nguyễn Hùng Cường tổ chức, nhưng đối tượng này điều hành từ xa, không xuất hiện tại sòng. Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh và 4 đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý, thu sâu tại sòng. Theo quy định, chúng thu sâu các con bạc tham gia chơi lẫn nhà cái. Mỗi ngày tiền sâu lên đến 20 triệu đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.